Ở dưới Long Xuyên là ở chỗ nào? Trong rồi tổng cộng đó là số tiền gì? Ba trăm tỷ. Anh Tấn hả? Chỉ biết anh tên Tấn thôi đúng không? Lúc giờ máy cũng biết sạc. Vậy là từ con thang đi đúng không? Thằng này về nó biết chỉ đầu này rủ cháu. Mà đó mình mèo là mẹ kêu đi ra rước thầu. Lúc lấy là lúc điện thì meo mà meo chỉ biết dắt xe đi ra. Về vấn đề em bác này. Về cái em bác này. Cả 2-300 thước. Có gì đang ra nấu không cơm? Dạ, gạo tới quán cơm rồi. Rồi xong rồi mới điện meo sau rồi bán đi bộ ra ngoài cái đường bộ lớn ha. Khoan ổn rồi. Rồi đóng cửa đi em. Phá luôn.